Đang ghi hình rồi. Ui, cô ơi, cô hỏi em 2 phút thôi, còn 2 phút thôi bấm vào đi. Những câu dễ thôi nha, chứ em không trả lời được câu khó đâu cô. Cứ cho nó ngồi đấy. Em của con mà. À, con sợ con á. Sợ thì mày đừng ngồi nữa. Đây là ghế kia mà ngồi. Anh để thế này. Nằm thế này trên lăng đỡ như vậy là còn tự tin. Mong là thế. Ui mày dọn bớt đống này đi, không cô nhìn thấy là nhục. Ok. Rồi, còn đúng 2 giây nữa thôi. Treo thì còn đâu. Mèo mả ra đồng. Để ui bỏ cái này ra. Như cái chậu thau ấy. Diễn ra nó chưa mở. Cái này để đây mở này. Chưa đến. Nó chưa. Nó đã hủy. Nó quá hạn. Ui, cái này để làm gì? Anh có dùng gì đến cái này? Đâu có, đâu có. Đã xong rồi mà vào lớp, bạn nhìn như thế qua rồi, nhưng mà ở đây cũng chưa vào được. Thế mà đến khi vào số 12 chưa giờ học đến qua số 12. Thế thì hóa ra không bao giờ học được bàn không ạ? Học được. Nào bấm mạng đi, còn 15 giây nữa. Ui, vào lớp rồi. Quan kiểu sát vô đây. Mà nó bên vào lớp rồi. Ra. Mà sáng tay lên. Cùng chết. Em không được ngồi cùng à? Ừ, ngồi cùng thì ngồi. Làm cái cả thiết bị. Ok. Cô thôi. Làm cái ra. Ra xong đi. Thì hello teachers. Hello, how are you today? I'm so-so. Okay. And you? Oh, sorry, I'm not feeling well. Okay. So first, we're going to check our homework. Can you open your homework, please? Yes, I can. Okay. Okay. You ready? Yes. Okay. So can you fill in the blank and finish the sentence? Rồi bạn điền vào chỗ trống cho mình ạ. Chế độ từ và đặt vào câu. I made a sandwich for lunch. I had dinner. I made or I made? I made. 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 Okay. Made. I had dinner at 6 p.m. I came to school by bus. I gave my friend a present. I saw my mother. I brought my lunch to school. I met my grandfather. I ate curry. I got percent. I got 100% on a test. I sang in a Quiet. Good. Okay. Cái lỗi sai thì phát âm một số từ cả. Đã bắt đầu phát âm chuẩn luôn rồi đấy, các bạn. Okay.
Okay, so we get back to our lesson today. So today we constantly learn about Patty Tom. And yeah, so at first we're going to have a listening part. So rồi đầu tiên mình có phần listening. Đầu tiên trước khi mình nghe, mình muốn bạn đọc đoạn văn này lên và đoán xem cái từ còn thiếu. There's a missing words. Đây, có một số những cái từ còn thiếu ở đây đúng không? Mình muốn bạn đọc đoạn văn này lên, không đoán từ còn thiếu. Sau đó mình sẽ nghe lại ở đoạn văn xem mình đúng được bao nhiêu phần trăm nhá. This is a photo of your aunt Susan's birthday 40 years ago. She was 11 and we had a small party at home. Those are her friends, Robert and Tracy. They gave for her a great present, and we gave her a bicycle. She really had a lot of presents. The girl with me is your mom. She was only 5 then. Okay, so từ đầu tiên bạn điền là heart, thứ hai là gave, dùng là gave for, thứ ba là gave, thứ tư là heart. Okay, rồi tiếp next part. Yeah, rồi đọc tiếp lại ban cho mình ạ. Those good looking young people are your grandma and me. Yes, we were only 35. Your grandma made a big chocolate cake, and that baby in her arms is your uncle David. He ate a lot of cake that day. What a mess. Mm-hmm. Okay. Bây giờ mình sẽ nghe xem là mình có điền đúng không nhá. Yeah. Track B19, page 73, activity 4. Listen and write. This is a photo of your Aunt Susan's birthday 40 years ago. She was 11, and we had a small party at home. Those are her friends, Robert and Tracy. They brought her a great present, and we gave her a bicycle. She really got a lot of presents. The girl with me is your mom. She was only 5 then. Those good-looking young people are your grandma and me. Yes. We were only 35. Your grandma made a big chocolate cake. And that baby in her arms is your uncle David. He ate a lot of cake that day. What a mess. Okay. Có nghe hết được đoạn kia không ạ? Có nghe được cái từ missing word không? Có. Yeah. Okay. Rồi, let's check this again. Rồi, cái từ đầu tiên là gì ạ? Từ đầu tiên là hat. Okay. Number 2. Brought. Brought. Yeah, very good. Number 3. Gave. Gave. Yeah. How about number 4? Hat. You sure? You hat? Yes. Okay, we need to take like one more time. Okay, number 5. Mate, yeah. Đọc rõ nhá. Bạn đọc mình cảm giác này nó hơi confused là nó hơi bị lẫn giữa make và mate. Rõ rồi nhỉ? Mate and make. Mate. Yeah. Number 6. Eight. Okay. So we're gonna check it again.
Track B19. Page 73. Activity 4. Listen and write. This is a photo of your Aunt Susan's birthday 40 years ago. She was 11, and we had a small party at home. Those are her friends, Robert and Tracy. They brought her a great present, and we gave her a bicycle. She really got a lot of presents. The girl... She's really... She really got a lot of presents. Ở đây từ còn thiếu là từ got. Rồi, ok. Bây giờ bạn dịch cho mình đoạn văn này sang tiếng Việt. Đây là một tấm photo. Có phải là một tấm photo không nhỉ? Photo trong tiếng Việt là gì nhỉ? Là một bức ảnh. Đây là một bức ảnh của cô Susan và vào ngày sinh nhật của cô ấy. Sinh nhật bao nhiêu? 45 trở lại. Nhớ. Câu này sẽ dịch như là đây là bức ảnh vào cái ngày sinh nhật lần thứ 40 của cô Susan. Đây là bức ảnh và sinh nhật của cô Susan 40 năm trước. Cô ấy đã 11 tuổi và chúng tôi có một bữa tiệc nhỏ ở nhà. Đó là những người bạn của cô ấy, Robert và Tracy. Họ có một món quà rất tuyệt và có phải là có không nhỉ? Từ đây là brought. Họ mang cho cô ấy một món quà rất tuyệt và chúng tôi tặng cho cô ấy một chiếc xe đạp. Cô ấy đã sẵn sàng nhận những món quà. Có phải là sẵn sàng không? Ready là sẵn sàng. Thế còn really là gì? Nhớ, ready, sẵn sàng. Mình có bị nhầm nhá. Really là thực sự. Cô thực sự nhận được rất nhiều quà. Ready mới là sẵn sàng nhá, bạn để ý ấy. Ready là chữ D và really là hai chữ L nhá. Con gái và tôi là mẹ của bạn. Cô gái với tôi, bạn nhìn lại bức tranh này. Đấy. Cô gái với tôi này. Đây là cái cô gái đây này. Tóc vàng này. Cô gái mà đứng với tôi ấy, là grandpa parent đang kể lại mà. Cô gái mà đứng với tôi là mẹ của bạn. Rồi ông kể với cháu ấy, ông kể với cháu về bức ảnh 40 năm trước. Rồi tiếp. Cô ấy đã chỉ có 5. Tiếp theo. Vậy nghĩa là he was only 5 then. Nghĩa là cô ấy chỉ mới 5 tuổi. Nghĩa là nói mẹ của bạn hồi ấy là mới có 5 tuổi thôi ấy. She was only 5. Một tiếp. Họ trông thật xinh đẹp. Và họ trông thật xinh đẹp trẻ trung. À,
Chủ ngữ đây là ok, mình sẽ nói nhá. Good looking ở đây là ưa nhìn, kiểu ưa xinh đẹp như kiểu bạn nói cũng được ấy. Thì nó là, và người ông này nói là những cái người mà nhìn rất là trẻ và xinh, và nghĩa là và rất là đẹp trai xinh gái ấy, ưa nhìn đấy là ông bà, là bà, nghĩa là bà của cháu và tôi, nghĩa là bà ông ấy, bà của cháu và ông, nghĩa là hai người trong bức tranh là đây cô gái này, chàng trai này, đó là bà và ông đó. Dạ, tiếp. Đúng. Chúng tôi mới chỉ có 35 tuổi. Đấy là ở đây nhỉ? Mà ừ, đúng rồi, hồi đó thì tôi chỉ có một, chúng tôi chỉ có 35 tuổi nên là mới nhìn kiểu đẹp trai xinh gái như vậy đó. Vâng. Bà của bạn đã làm một cái bánh sô-cô-la rất to. Và đứa trẻ trên tay của cô ấy là chú David của bạn. Anh ấy ăn quá nhiều bánh trong ngày hôm đó. Mess là gì nhỉ? Là bình thường. What's a mess? Kiểu ý ở đây là một cái câu cảm thán mà nói là nhìn rất là bẩn quá, nhìn kiểu nhem nhốt ở da ấy, bừa bộn nhem nhốt ấy. Trong quan cảnh này mình sẽ thấy cái gì nó nhem nhốt, vì là ăn bánh nhưng mà dây hết ra mồm nên mình rất là nhem nhốt và bẩn. What a mess. Rồi. Ở đây mình có này, Susan's family, và có động từ have. Mình dựa vào cái bài vừa rồi mình đặt thành câu cho mình. Susan's family had a party at home. Rồi. On Susan. And Susan birthday 40 years old ago. Mình có đọc từ get. Mình có đọc từ get ở đây thì mình sẽ làm đặt câu như nào. Vừa nãy có từ nào liên quan đến từ get không? Các bạn đoán. Rồi, câu này sẽ là Aunt Susan got a lot of presents. Cô Susan mình nhận được rất nhiều quà, đúng không? Vậy có mình có câu là, các bạn nghe đó, câu này, she really got a lot of presents. Là Aunt Susan's got a lot of presents, đúng chưa? Ok, rồi mình có Robert and Tracy, có động từ bring, câu này là gì vậy? Robert and Tracy brought her a great present. Mm-hmm. Yeah, good. Number 4. Maddie's grandparents gave her a bicycle. Bicycle, very good. Number 5. Maddie's grandma made a big chocolate cake. Very good, yeah. Number 6. Uncle David ate a lot of cake. Ate a lot of cake that day. Well, okay, good. Rồi, okay, so look at the this. Okay, look at this picture, and I will give you some. I will like. Say some sentence and you're gonna guess this sentence is true or false. Nghĩa là mình sẽ đưa ra một số những cái câu và bạn sẽ nhìn vào bức tranh và trả lời cho mình xem câu là đúng hay sai. Ok. Robert and Tracy gave Aunt Susan a big cake.
Is true or false? False. False. Why? Okay. So Robert and Jason gave Susan's a big cake. Because Robert and Tracy brought her a great present. Yeah, brought her a great present. Yet one more. Your mom ate a lot of cake that day. False. Why? Because Uncle David ate a lot of cake. Wow. Vậy thì quá khứ lúc mình không dùng từ eat mà mình dùng từ ate. Ok. Rồi đoạn văn tiếp theo bạn đọc đoạn văn lên và chia động từ cho mình nào. Robbie had a birthday in February. A lot of friends came to the party. They brought food, drinks and presents. Dan gave Ruby a wallet for his birthday. Emma. Oh, my Ruby, my Ruby. Ruby. A wallet for his birthday. Emma didn't bring a present because she made a very big cake for Robbie. Next one. Emma had a birthday party in June. July. Mary came, but Keeper didn't came. Ruby didn't came, có đúng không nhỉ? Didn't come, yeah. Khi mà mình dùng phủ định thì sau didn't, động từ sẽ ở thì nguyên thể. Nhớ nhá, không chia động từ. Ok. Ruby brought a small cake from a store. He's not good at cooking, so he didn't cook it. Mình không nói là làm cái bánh, mình không nói là nấu cái bánh, đúng không? Ở đây bạn ấy nói là Robbie brought a small cake from store. He's not good at cooking, so he didn't make it. Anh đã không làm bánh, mình vừa nói là make a cake, đúng không? Cụm từ là make a cake, vậy mình đã học. Ở đây sẽ là didn't make it. Didn't make it. They didn't sang the songs. Phải sang không nhỉ? Phải sai rồi. Ở đây mình dùng từ phủ định đúng không? À, mình vừa nói rồi. Sing. They đấy. Didn't sing the songs, but they was music, so everyone danced. There were sandwiches, but they didn't. Eat a lot of drinks. Rồi, ok, nhá. Ở đây này, một điều mình muốn nhắc này. Didn't, cái này luôn nhớ này. Didn't là thể phủ định, còn thì quá khứ. Và sau didn't mình sẽ cộng với verb nguyên thể, verb infinitive. Không có chia bất cứ dù động từ hay ở gọi là bất quy tắc hay là có quy tắc đều từ nguyên thể ra thì phủ định.
thứ hai là có một số cái từ lỗi phát âm như này. Từ này là there was, chứ không phải là they was. There was này. There was. Yeah. Tiếp này. Sandwiches. Sandwiches. Yeah, thì nó có es ở sau thì mình sẽ không phải là sandwich mà là sandwiches. Rồi bạn này là Robbie nhá, không phải Robert, Robbie này. Rồi they didn't, họ không nói là eat a lot of things. Câu này là ăn rất nhiều đồ uống, thế rất là sai đúng không? Câu này bạn dịch ra tiếng Việt để bạn dùng từ eat chẳng hạn. Họ đã không ăn rất nhiều đồ uống. Câu này không make sense, câu này không có nghĩa. Mình phải nói là they didn't nhá. Mình sẽ đọc cả cái câu đằng trước và câu này mình sẽ hiểu là mình sẽ dùng từ gì. Đã có rất nhiều bánh sandwich, đã có rất nhiều bánh sandwich, nhưng mà họ không có nhiều đồ ăn. Nghĩa là ở đây bạn ấy họ mang rất nhiều bánh đến như vậy không có nhiều đồ uống. Có nhiều bánh nhưng lại không có đồ uống thì là there were sandwiches but they didn't have a lot of drink. Họ không có nhiều đồ uống. You got it? Yes. Ok. Rồi đọc lại đoạn văn này một lần cuối cho mình nào. Emma had a birthday party in July. Mm-hmm. Mary came, but Keeper didn't come. Mm-hmm. Robbie brought a small cake from a store. He's not good at cooking, so he didn't make it. Mm-hmm. They didn't sang the songs. Có phải sang không nhỉ? Sing song. Không phải là dùng cho những cái gì đã nhắc đến. Và ở đây mình chưa nhắc đến bài hát nào, mình không thể dùng từ the được. Ở đây có số nhiều, mình nói là they didn't sing songs. They didn't sing songs, but there was music, so everyone danced. Yeah, nó không giống như thế, mình chỉ đọc ra cho bạn hiểu là dance có s đúng không? Nhưng ông cuối là âm đờ nhé. Danced. There were sandwiches, but they didn't have a lot of drinks. Yeah, good. Về nhà nhớ tập đọc lại những từ mà mình đã sai nhá. Wow. Không sai lần nữa. Okay. Rồi ok. Ở đây mình có một cái bài là look at the two pictures above and check what being able. Nghĩa là mình sẽ có một số câu ở bên trái và bên phải, nghĩa là tương ứng là nó ứng với cái bạn nào, ứng với bữa tiệc của bạn nào. Đầu tiên, it was fun. Bạn xem là it was fun là bữa tiệc của bạn nào. Không có bữa tiệc của bạn nào hết ạ. Tại sao? Trong bài không cho. Trong bài không cho, đúng không? Thực ra thì ở đây mình không, đây họ không nói rõ ràng, nhưng ở đây mình sẽ có một số từ từ không dùng cái từ nào gọi là fun cả. I think both are fun. Emma's birthday and Robbie's birthday both are fun. Hai. Rồi fans sang but didn't play music là loại nào của bạn à? Ở đây mình có thể dùng phương pháp loại trừ, đó là tức là của bạn Robbie, bởi vì bạn em nào các bạn nó trong cái bài mình có nghe được là there was music so everyone danced và they didn't sing song, thì nghĩa là sẽ là còn lại của Robbie. Yeah. Rồi. There was a big cake. Robbie, yeah. Maddie didn't come to the party.
là của not given Robbie Maddie. Câu này thì là mình có thể dùng các loại trừ, mình có thể dựa vào ở đây là bạn Maddie đến cái bữa tiệc của Emma nên là Maddie sẽ không đến bữa tiệc của mình. Mình không có not given ở đây, một trong hai. Rồi, seven children came to the party. Emma. Sure. Yes. Why? Tại sao nè? Tại vì là người ta hỏi là những người đến bữa tiệc thì mình chỉ tính những người đến bữa tiệc thôi, còn nếu mà em Robbie thì lại là cái người tạo ra bữa tiệc rồi thì không phải là không tính Robbie. Của mình nhìn bức tranh. Bạn nhìn vào nhá. Trong bức tranh của Emma's party mình có này 1 2 3 4 5 6 7 8 người. Đúng không? Vâng. Nhưng mà ở trong Robbie này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chứng tỏ là 7 người thì phải là của Robbie chứ, đúng không? Nhưng mà trừ cái người tạo ra bữa tiệc thì đâu phải Robbie đâu. Ok, yeah, good, đúng không? Good. Ok, they had a lot of drinks. Cô này thì dễ rồi. Robbie, đúng rồi. Đây nói là they didn't have a lot of drink. Ok, rồi. Hôm nay thì bài mình kết thúc ở đây nhá. Bạn về nhà làm bài tập về nhà cho mình. Bạn đọc lại mấy cái đoạn văn hôm nay và sửa một số những cái lỗi phát âm mình đã sửa. Để hôm sau không bị sai nữa nhá. Vâng. Ok, rồi. Thank you, bye bye. Goodbye. Việc là mẹ khi chưa dạy đã thôi thôi xong rồi học rồi biết rồi. Thì biết rồi mà. Biết rồi mà hôm nay học hành như vậy đó. Đúng không? Ô nhưng mà con cũng trả lời được và con làm được. Trả lời được nhưng mà con thích cái tơ câu đấy. Nhầm lẫn. Cái lúc. Ô thì lúc đấy mẹ chả bảo con là. Lúc đấy mẹ chưa kịp ngầm để dạy con nữa, thôi tôi con học xong rồi. Ơ con bảo là really thì con bảo là thật, con bảo là nghĩa là thật vậy sao, thì mẹ lại bảo là dịch ra là sẵn sàng đi. Con có thấy hôm nay rất nhiều từ đọc sai không? Có mỗi cái từ photo đọc là photo. Photo. Học với cô quên. Kiểu như nói chuyện với cô mình cũng cảm giác kiểu gì. Kiểu mình tự tin lên cái bao ngày tháng rồi mới học như thế. Vậy nếu mà học ngày liên tiếp thì cảm giác thì mình ngày nào cũng gặp cái cách một ngày. Ngày nào cũng gặp cái gì? Thời gian đâu mà chuẩn bị bài. Hôm nay còn được cô khen một câu nhé. Còn cái trên này rõ ràng lúc sáng trả lời ngon nghẻ với mẹ như thế, với cả mẹ dạy con ngon nghẻ như thế rồi, thế mà lúc cô hỏi khốt quá. Kể cả những đoạn dịch như thế, sáng mẹ dạy mấy lần là trở về trước, cách đây vẫn cứ con coi. Lúc nói với cô mình cũng bị quên cái gì. Quên thì mình phải học kỹ cái từ mới. Quên con... do là mình chưa nắm. Cách đi trở lại. Cách đây về trước. Ok, trở về trước. Đúng rồi. Cách đây về trước hả mẹ? Trở về trước. Cách đây trở về trước. Ok, ok là về, trở về trước. Mày không hiểu thì mày tra đi. Sao mày không okay. Phải Are you ready? Are you ready?
Tiếng kèn ở đâu nhỉ? Không phải đám ma. Ừ, tối mà tiếng kèn đám ma. Kèn đám ma nó gọi là sợ. Tối nay ngủ mong là không bị đau xa. Con hỏi a go. Sợ nhất đối với đám ma thế này, ai mình tự nhiên đi ra ngoài chụp ảnh selfie buổi tối một mình. Hiện ra là cầm miệng lại thì mình có nói thì nó đỡ sợ. Hiện ra hai người này thôi xong. Đi từ đây ra kia thì đái không dám đi. Bắt đầu một mình làm chụp ảnh, một mình chụp ảnh hiện ra hai người này. Tao bảo là mày cầm mồm lại đi. A go. Trước đây, cách đây. A go. Đúng lúc cô tắt máy, nguồn điện. Đi rớt. Bác Phượng vào rồi. Bác Phượng đi rớt. Bác Phượng vào rồi. Nó đâu? Nhưng nào không rồi. Bà dụ tốt lắm. Lúc con vào bà nói tốt, bà nói tốt rồi. Lúc hai anh em mình vào bà dụ. Bà dụ bà nhào nhỉ? Bà dụ có thể sống với ông Tám à? Ông Nghĩa à? Vào nhà thằng Bia suốt ngày mà lại còn hỏi. Bà Dụ sống với ông Nghĩa mà. Bà Dụ làm gì có ông. Bà Dụ thì không lấy chồng. Bà Dụ sống với ông Nghĩa. Bà Dụ sống với ông Nghĩa. Đúng, bà Tám mới sống với ông Tám. Mình đã làm một câu bà Doanh sống với ông Nghĩa. À nhầm, bà Dụ sống với ông Nghĩa. Thôi tắt máy. Đấy. Bye bye.